Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì tập hôm trước chúng ta đã xây được cái chuồng của mấy em gấu trúc rồi các bạn ơi. Đó, tập ngày hôm nay mình cũng tiếp tục làm về một cái loài gấu nữa nha các bạn. Đó, tại vì nó có 4 loài gấu lận, là gấu trúc, gấu bắc cực, gấu xám và gấu đen nha. Tập hôm nay chúng ta sẽ làm về gấu xám nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cần đi ra cái vùng savanna này và kéo mấy con gấu xám về các bạn ơi. Tôi để mấy cái sợi dây đâu rồi? Mình không có để ở trong đây. À đây rồi, để trong cái ba lô chế tạo các bạn à. Rồi. Thì cái bọn gấu xám này mình đọc trên wiki là nói là tụi này nó sẽ được thu phục khi mà chúng ta cho nó ăn thịt. Đó, bất kỳ cái loại thịt nào thì cũng có thể thu phục được nó. Nhưng mà trong cái mod này đang chơi thì nó lại không được các bạn ơi. Nói chung bạn nào biết cách thu phục mấy cái em gấu xám này á, thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình nha. Tuy là gấu xám nhưng nó màu nâu anh em à. Đó, nhìn nè, con nào con nấy màu nâu. Vậy mà kêu là gấu xám hả? Đó, mình cầm cục thịt nhưng mà tụi nó cũng không có mặn mà gì các bạn ơi. Và lôi về thì rất là khổ luôn, tại vì những con này chưa có được thuần hóa mà. Mình sẽ tạm lôi về hết luôn nha các bạn. Đó, lôi được 2 con rồi, hên quá. Ồ, có con Reaper kìa. Chúng ta sẽ bắn nó đi. Mày nè con, chết mày chưa? Mày nè. Ây da, ây da. Ở đâu vậy? Con xương ở đâu? À, con xương đây các bạn ơi. Trời ơi, nấp. Cái đám cỏ nó cao quá, mém tí là tôi bị có con xương nó hiếp rồi. Trời ơi, mấy cái con gấu xám này nó nhảy tưng tưng nè. Gấu xám màu nâu. Nhìn rất là lạ luôn anh em. Ồ, kích thước thì nó bự hơn con gấu trúc nha. Ồ, xịn sò chưa. Và trong 4 loài gấu thì gấu xám nó là loài có kích thước lớn thứ 2 nha các bạn. Chỉ sau gấu bắc cực thôi. Còn gấu đen là thứ 3. Gấu trúc là loài nhỏ nhất đó. Dưới kia có một cái quả banh kìa. Cái bọn khủng long này nó đá tùm lum ra đây hết. Cái em gấu xám này không chịu đi các bạn ơi. Mày kéo nó đi mới được. Đi nào, đi nào. Đứt dây hoài à. Mình phải kéo nó lên một lần nữa các bạn ơi. Chúng ta kéo nó lên bờ trước đã, rồi từ từ tính tiếp nha. Hay quá, 2 con nó chịu lên bờ rồi các bạn à. Rồi, kéo nó đi. Cái bọn gấu xám này lâu lâu nó cũng sẽ đứng bằng 2 chân nha. Nó đứng giống như con người vậy đó. Rất là kinh khủng luôn. Rồi kéo đi thôi các bạn. Nó lại bị mắc kẹt nữa rồi. Đây, cái con này xích nó đi. Trời đất ơi, khó kéo nó đi quá các bạn ơi. Nó lì vải trưởng luôn. Rồi đi nào. Hên quá các bạn ơi, nó đã chịu thêm mình rồi nè. Tưởng là tôi không có kéo được luôn chứ. Rồi, cho nó lên trên này nha các bạn. Mình sẽ dắt tụi nó về và cột vào những cái hàng rào nha. Đó, ngon lành cành đào liền. Đây, dắt tụi bay về. Ồ, cái con voi này nó đã to luôn rồi các bạn ơi. Nó bự vậy cả trưởng luôn. Trời ơi, mới hôm nào cái con voi nó có một tí xíu thôi, hôm nay nó đã rất là to rồi. Con này nó thoát rồi ha. Mình sẽ cột cô luôn. Ok, ngon lành cành đào rồi đó. Có vẻ là tụi nó đã bị cột rồi các bạn ơi. Và nó nhảy tưng tưng kìa. Mấy con này nó bị khùng à. Ồ, còn cái con voi này nó bị cái gì vậy? Để mình cột nó vô cái này thử coi. Cột bé voi này vô đây. Rồi, được rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó bị xúc dây thôi. Ghê lắm. Mấy con voi đó mà khi chúng ta đeo những cái ngà bằng sắt, bằng kim cương hay bằng gỗ, hoặc là bằng những cái vật liệu khác á, nó có thể phá hủy được những cái block nha các bạn. Trừ sắt thôi. Đó, trừ những block mà cứng như sắt, obsidian hay là bedrock thôi. Còn lại nó phá được hết. Ghê lắm. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem mấy em gấu trúc. Đó, giờ thì mấy con gấu trúc nó có chỗ để nó vui chơi rồi. Mình sẽ xây chuồng của mấy em gấu xám này kế bên luôn nha các bạn. chắc cách chuồng của gấu trúc 5 ô thôi. Rồi vẫn xây chuồng bằng đá các bạn. Mấy con này thì nó không có thể phá được mấy cái block, nên chúng ta cũng rất là yên tâm thôi. Rồi cách ra 5 ô nè. Đó. Tiếp tục với cái diện tích là 22 x 22 nha các bạn. Và lần này chắc mình sẽ dùng cái loại hàng rào khác quá. 22 block. Rồi, một block cobblestone ở đây và tiếp tục. Ây da, cái con này làm tôi giật cái mình. Ở dưới chân mình á, cái bọn zombie nó nhiều lắm các bạn ơi. Tại vì mình chưa có cắm đuốc nữa. Chắc khi nào rảnh mình sẽ cắm đuốc quanh hết cái khu này luôn. Để cái bọn zombie nó lên nó phá mình hoài à. Zombie nè, còn những con golem đó, và những con quái vật khác nữa các bạn ơi. Ghê lắm. Có những con quái vật đó nó làm bể cái sàn như thế này được đó các bạn à. Mình phải xây lại cũng khá là nhiều lần nữa. Khổ lắm. Rồi thì cái chuồng này nó cũng cao 5 ô luôn nha các bạn. Cao 5 ô luôn. Rồi kéo nó qua phía bên này. Ồ, chúng ta làm dư rồi. Đó, ngon lành rồi đó. Tiếp tục. Tí nữa mình sẽ ốp cái phần slab ở trên bằng acacia nha các bạn. Những cái loại gỗ màu cam đó, cho cái màu nó khác biệt cái đã. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần nối lại thôi là xong rồi. Nối lại thôi nha các bạn. Đó, xong xuôi. Chỉnh xa rồi đó. Giờ thì ốp mái vô thôi các bạn ơi. Ốp cái phần mái bằng acacia. Nhìn màu nó khác biệt bên kia liền. Mặc dù cái kiến trúc thì nó cũng giống y chang thôi, nó không có gì khác đâu các bạn à. Tại vì đều là chuồng gấu mà. À, và mấy em gấu xám này á, thì chúng ta sẽ không cần không cần tạo một cái hồ nhân tạo ở giữa các bạn ơi. Trời đất ơi, bọn này nó ăn thịt mà, nó đâu có chịu ăn mí đâu. Nhưng mà mình thấy mình cho tụi nó ăn nó cũng không có đơn giản các bạn à. Ai mà biết cái cách thu phục mấy em gấu xám này á của mod Emoryator thì nhớ comment ở phía bên dưới để cho mình biết nha. Hiện tại là mình bó tay rồi đó. Rồi để chúng ta tìm mấy cái carpenter block coi. Có thể tạo được cái hàng rào bằng carpenter block được nè các bạn. Chắc mình sẽ xài cái loại hàng rào này luôn. Đó, cho nó xịn xò cái đã. Chỗ này thì mình cũng tạo một cái cửa luôn. Nó sẽ cách ra 8 ô. Đó, một cái cửa đây. Cửa vẫn bằng cobblestone và stone brick thôi các bạn à. Đó, ngón lanh đây. Xịn xò. Còn cái phần bữa nay chắc mình sẽ đập đi quá. Và đây chúng ta sẽ nối stone brick lại luôn. Đó, ngon lành hơn rồi. Xịn xò, xịn xò. Nhìn nó hấp dẫn hơn liền. Rồi sẵn tiện mình sẽ tạo hai cái cửa bằng carpenter luôn các bạn. Hai cái carpenter door. Đó, chỉnh liền, chỉnh liền. Và mình sẽ lấy cobblestone mà ốp vô cửa nhìn nó cũng khá là xấu ha. Chắc mình sẽ đập đi. Xài bằng gỗ quá các bạn ơi. Stone brick được không ta? Stone brick thì nó khá là kỳ á. Chắc mình xài acacia quá. Lấy acacia để ốp vô mấy cái cửa luôn. Đó, thành cửa màu cam. Cửa này thì mở rất là đã luôn các bạn. Bấm một phát là nó, hai cái cánh cửa nó sẽ tự mở ra luôn. Đó, quá đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ ốp glowstone vô cái chuồng này thôi. Cứ cách 4 ô là một cục glowstone nha các bạn. Ốp vậy cho quái nó không xuất hiện được. Đó, và cách 4 ô một cục glowstone. Phía bên này cũng vậy luôn nha. Rồi, ở đây một cục glowstone và phần cuối cùng là nó sẽ nằm ở cái góc này nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần giống qua thôi là được rồi. Glowstone. Đó. Bên đây một cục nữa. Đây. Thế là xong. Giờ là giống qua thôi các bạn ơi. Quá đơn giản luôn. Bên này cũng giống qua luôn nha các bạn. Ngon lành rồi đó. Trời ơi, xịn xò liền. Và chắc mình sẽ đi tạo mấy cái hàng rào quá. Chúng ta đã ốp xong glowstone rồi. Bây giờ mình sẽ tạo những cái carpenter barrier nha các bạn. Barrier. Dùng cây quan để mà kéo cho nó nhanh luôn nè. Qua này cho nó xịn anh em ơi. Chỉnh qua chế độ khác nè. Để mình coi thử mấy cái này nó khác bên kia không. Ồ, nó khác hoàn toàn luôn nè. Wow. Nhìn cũng hay ta. Thôi chắc xài cái loại này luôn nha các bạn. Thì vì cái bọn này là cái bọn gấu gấu xám á, nó ăn thịt á, nên chắc mình sẽ xài hàng rào đá luôn. Trước tiên chúng ta sẽ cần mấy cái hàng rào bằng carpenter trước. Rồi tí mình phải dùng đá để mà ốp vô nha các bạn. Đó, có vẻ nhìn nó xịn sò hơn rồi đó. Rồi, ngon lành canh nào. Kéo qua bên đây tiếp luôn nha các bạn. Thì trong cái mod Emoryator này á, nó còn rất là nhiều cái em động vật khác nữa. Nên là các bạn cứ yên tâm, series này nó sẽ chưa kết thúc vội đâu. Đó. Còn rất là nhiều em động vật khác nữa. Nên chúng ta sẽ tha hồ mà xây cái sở thú thời hiện đại luôn nha. Rồi. Tiếp tục nha các bạn. Và đây là cái phần cuối cùng. Những cái phần barrier cuối cùng. Đã xong. Trời ơi, nó xịn xò liền. Bây giờ chắc mình sẽ tiến hành ốp đá vào trong đây quá. Đây, chúng ta sẽ tiến hành ốp mấy cái stone vô trong đây nha các bạn. Để mình coi cái loại đá nào cho nó thích hợp cái đã. Cobblestone này đi. Mình sẽ lấy cái loại cobblestone chisel. Nó nhẵn nhẵn như thế này nha các bạn. Rồi, công việc của chúng ta là ốp đi vô những cái barrier này thôi. Đó, nó đã biến thành hàng rào đá rồi kìa. Đại khái mấy cái carpenter block á, nó chỉ là những cái khung thôi. Đó. Còn cái phần nhân là chúng ta phải ốp vô hết các bạn ơi. Đó, nhìn cái màu nó khác liền ha. Xịn xò hơn liền. Trời ơi, chuồng bằng đá. Chuồng cho gấu xám các bạn à. Mình còn hai loại gấu nữa là gấu đen. Gấu đen thì thu phục nó cũng khá là dễ thôi. À, chính xác là dụ nó vô đây nó cũng khá là dễ. Còn gấu bắc cực thì dụ nó hơi khó các bạn ơi. Gấu bắc cực nó khá là hung hăng và nó chỉ xuất hiện tại những cái vùng lạnh giá thôi. Đó, nên khá là khó khăn cho chúng ta. Rồi, ốp tiếp thôi các bạn ơi. Có vẻ như là sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Rồi, nguyên một cái chuồng bằng đá luôn. Trời đất ơi, xịn xò liền. Đó, ngon lành canh đào. À, phía bên đây còn mấy cái mình chưa ốp nè các bạn. Để mình ốp sót. Và cái phần bên này nữa. Phải ốp lại hết luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, ốp từng cục như vậy nó khổ nha. Ôi, xong. Giữa đây có cái con... Đây, cái con này các bạn ơi. Con này là nó siêu phá hoại luôn. Đó, nó đục lỗ của mình kìa. Có em skeleton này. Em ripper nữa, giết nó luôn các bạn. Trời, nó đục lỗ, nó phá của tôi. Thiệt chứ. Chắc mình sẽ lấy cái cây excavator ra. Ây da, ở đâu vậy? Con chuột này. Trời ơi, con chuột nó cũng tấn công tôi nữa. Chán thiệt sự. Để mình cất hết một mớ đồ vô các bạn ơi. Rồi lấy cái excavator ra để mà đào thêm một mớ đất đi. Trời đất ơi, các bạn thấy không? Biết ngay là nó phá mà. Tôi đang xây dựng nữa. Đây, nó phá của mình rồi các bạn. Kinh khủng chưa? Nó phải lắp lại hết. Phần chỗ này cũng vậy. Ồ, cái mấy con quái nó chỉ phá những cái bề mặt như vậy thôi, nhưng mà nó làm mình rất là khó chịu luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ốp cobblestone vào đây nữa nha các bạn. Tôi nghe tiếng con quái là tôi nghi nghi rồi. Ok, ốp cho nó gọn luôn. Rồi, sắp xong rồi đó. Ok, và còn cái phần cuối cùng nữa là cái này thôi các bạn ơi. Thiệt là cực khổ. Tại chúng ta phải ốp chậm chậm thôi. Ốp nhanh quá thì nó lộ ra những cái block. Đó. Tiếp tục. Rồi, sắp xong luôn rồi. Và hình như là còn cái hàng cuối cùng nữa thôi các bạn à. Hàng này là hàng cuối cùng. Và chúng ta đã xong luôn một cái chuồng cho gấu xám rồi nha các bạn. Đó, ngon lành cành đào. Thì chắc cái chuồng này mình sẽ trang trí thêm mấy cái loại cây nha, để mình cất bớt đồ cái đã. Mình sẽ trồng những cái cây như là cây bạch dương nè, cây acacia, cây gỗ sồi sẫm màu, cũng như là cây gỗ sồi bình thường nha các bạn. Cây rừng chắc mình cũng không có trồng đâu, tại vì nó to quá anh em à. Ở đây hên quá, còn cái cây gỗ sồi tưởng là tôi không còn nữa chứ. Mình sẽ trồng một cây ở chỗ này nha. Đó, chúng ta sẽ trồng những cái cây này quanh đây luôn. Một cây nữa bên đây là cây bạch dương. Wow, nhìn nó xinh xò.